Đây là không gian sáng tạo đồ của Lưu Trung Nghĩa. Từ việc thích làm đồ chơi, Nghĩa đã nảy ra ý tưởng làm đồ tái chế. Đây là việc vừa để thỏa sức sáng tạo của bản thân, vừa góp phần bảo vệ môi trường bằng cách tăng vòng đời của một số loại đồ vật dùng một lần. Mình nghĩ là các cái sản phẩm như mình hiện tại đang làm ấy, thì nó cũng góp phần một phần nhỏ nào đấy về việc bảo vệ môi trường, vì nó đã nhân lên cái vòng đời của một cái sản phẩm như vỏ lon hay chai nhựa hay túi ni lông cũng được. Và đến thời điểm hiện tại thì nếu tính chi cẩn thận ra thì chắc nó rơi tầm khoảng gần 1.000 sản phẩm rồi. Từ những thứ tưởng như bỏ đi như thùng cắt tông, chai lọ dùng một lần, Nghĩa thu gom lại. Và bằng sự khéo léo của mình, Nghĩa tạo ra những món đồ chơi tái chế rất đa dạng với những con vật và chủ đề khác nhau. Thường những sản phẩm của Nghĩa làm ra không mang tính thương mại, chỉ là quà Nghĩa tặng cho các em nhỏ, bạn bè hoặc để dùng đổi lấy chai, lọ hay để trưng bày trong bộ sưu tập của mình. Nghĩa cũng rất mong khi chơi những món đồ chơi này, các em nhỏ sẽ có ý thức hơn với những hành động làm cho cuộc sống xanh hơn. Món đồ chơi này cũng lấy ý tưởng từ các con vật như con mèo, con cá sấu, con voi, con khỉ, vân vân. Những cái món đồ chơi này rất là hữu ích, vừa giúp bảo vệ môi trường, lại vừa không phải tốn tiền để mua những món đồ chơi đắt tiền ngoài kia nữa. Bạn làm từ những cái vỏ lon chai bia này, bên này vỏ nhựa, vỏ chai nhựa ấy. Cái này nó làm cho môi trường xanh sạch đẹp hơn. Và cái thứ hai nữa là không tốn nhiều kinh phí, nên là các con được chơi cũng thoải mái và làm cho các con thích thú hơn, sáng tạo nhiều hơn. Với những sáng tạo riêng thông qua việc học hỏi quan sát của bản thân, Nghĩa tạo ra những món đồ chơi này như là những thông điệp muốn lan tỏa để mọi người cùng chung tay hành động vì môi trường.